đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14. Xin phép con sư đọc. Có nhiều phước lành ban cho người được chọn. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của Ngài đã ban cho chúng ta cách như không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành nước, đã lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Câu 11. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta đã là kẻ đã trông cậy trong đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy vậy, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Câu 14. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời của Ngài. Amen. Cảm ơn cô Thanh Hiệp và tiếp tục chương trình giảng luận được phước trong đấng Christ. Xin mời mục sư Quỳnh. Cảm ơn Chúa, quý ông bà anh chị em khỏe không? Khỏe. Mặc kèo trời đông, có một số người cũng vẫn còn ho sụt sịt. Chúa vẫn còn cho chúng ta được khỏe sáng nay đến thời thánh của Chúa để mà thờ phượng Chúa. Đó là một điều chúng ta cảm ơn Chúa. Thứ sáu tuần qua thì tôi có đưa bà ngoại với cháu đi sang phụ xe. 5:30 là chúng tôi hãy tỉnh dậy. Hãy đi lái xe lên sang một xe ở chỗ tiệm Hương Lan. Tại vì xe đò Hoàng bây giờ không có còn ở Sâm Phan và Úc Linh nữa, mà phải đi múc lên sang một xe. Sau đó thì tôi lại đi lại cái tiệm bánh để hội thăm để có thể giúp đỡ công việc order cái bánh trong cái những lễ tang sắp tới. Rồi mới chạy đến nhà của cô Diệp để bàn cái chương trình lễ tang. Sau đó bà mới như lúc đó chúng tôi cũng sắp về rồi, nhờ tôi đến nhà Hoàng để coi nhà Hoàng, rồi đem cái con cốt của ông đem về nhà cho bà dùng nữa. Rồi tôi về đến nhà là 2:00 rồi. Sau đó thì hôm qua thì đi đám tang của ông Đông, thân sinh của cô Thị Nga. Đi dự đám tang xong rồi về nhà cũng 2:00. Cảm ơn Chúa, mình thấy khi mà con người khi còn sống động thì làm công kia việc nọ, nhưng mà khi qua đời rồi thì sao? Nằm im. Tôi thấy ông Đông cũng nằm im ru à. Rồi ông gì cũng nằm im ru, giờ chỉ còn một cái hũ đó rất là nặng nha quý vị, không biết bỏ cái gì ở ngoài á. Và tôi phải kim hai tay á, tôi sợ rớt. Mới đầu mình cầm mình cũng hơi run run chút xíu, rồi xưa giờ chưa bao giờ mà cầm tro cốt. Mình nghĩ đây là ông Diệp á, mình bưng ông Diệp về mà. Cứ tưởng tượng đi, ổng
thành thành to mà giờ còn người chưa hủ thôi, mấy mình bưng ổng mà bưng mấy con gai tay à, không không có dám để ngoài khớp xe mà để trong xe như quý vị cũng rất là kính trọng mà cuối cùng quý vị thấy không, con người người ta sống thì làm con kia việc nọ, nhưng mà khi qua đời rồi trở thành cát bụi, đất sẽ trở về đất nguyên thủy của nó, là chúng ta từ Đức Chúa Trời nắng lên bởi bụi đất thì con người sẽ trở về bụi đất, mà linh hồn thì trở về Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay trong đầu năm mới, quý ông bà chị em và tôi sẽ học một cái đoạn kinh thánh rất là tuyệt vời, đó là trong Ê-phê-sô 1 câu 3 đến câu 14 mà cô Hiệp đã đọc qua. Xin quý vị cùng tôi dở lại ở trong Ê-phê-sô 1 câu số 3, chúng ta đọc câu kinh thánh ghi nhớ nè, chúng ta cùng nhau kể thi đọc. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên đời. Amen. Đủ mọi thứ phước thiêng liêng trên nơi trên đời. Chúng con cảm ơn Chúa và lời Ngài, xin Chúa đầy dẫy Thánh Linh Chúa trên mọi miệng con lòng con, đầy dẫy Thánh Linh Chúa trên hội thánh Chúa, người giảng người nghe hết thảy thì được gây dựng. Chúng con cảm ơn Chúa và lời Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phước ở trong Chúa là gì? Và phước ở thế gian con người tìm kiếm là gì? Và phước lộc thọ là gì? Hồi nãy tôi thấy con người sống như ông Việt sống 92 tuổi, còn mấy ngày nữa bà 93, mà ông không đợi được mấy ngày nữa, mà nó 3 ngày nữa thôi là 93 rồi mà chưa đợi được 92 thôi. Và phước lộc thọ thì quý vị thấy thường thường tôi nói không biết đúng không, người ta là chết 80 tuổi là người ta gọi là hồng tan, phải không ngoại? 80 tuổi là người ta gọi là hồng tan rồi, mà cái người mà qua đời 80 tuổi là cái phước rồi đó. Tại vì Kinh Thánh nói là chỉ có 70 thôi, Kinh Thánh Thi-thiên 90 nói là nếu mà sống được Chúa cho được sống 70 là cám ơn Chúa. Hồi xưa người ta không sống lâu như giờ, bây giờ nhờ thuốc này kia thì ăn uống này kia thì sống lâu. Nó nếu phước cho mà cho được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, mà qua đời trên 80 là hồng tàn, cho nên qua đời 80 đừng bao giờ khóc nữa, là hồng tàn là phước rồi, quá phước luôn rồi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, từ người đời đầu năm thì người ta nói là phúc lộc thọ, hay là phước lộc thọ là cái thuật ngữ thường người ta sử dụng ở trong văn hóa người Việt Nam mình hay người Trung Hoa, là những văn hóa chịu ảnh hưởng từ Á Đông để nói về ba cái điều cơ bản ở trong cuộc sống tốt đẹp, là những cái điều là phúc á, là người ta nói là phúc là cái phước, là cái thịnh vượng. Ở miền Nam thì kêu là phước, miền Bắc thì kêu là phúc. Mà ông cụ tôi đọc hơn tên hai anh em tôi là anh đứa tên là Châu An Phước, đứa thì Châu Hoàng Phúc. Thì một sư Phúc mới nói là tên em cũng giống như tên anh thôi. Chúa ban phước cho anh thì Chúa cũng ban phước cho em như vậy đó. Mà cái tên đó là hay không? Châu Hoàng Phúc, có cái chữ Hoàng trong đó. Ở đây là Châu An Phước. Ở miền Nam cũng là phước, còn miền Bắc thì cũng là phúc, là giống nhau đúng không? Giống nhau. Thì ở đây chúng ta thấy là người Trung Hoa hoặc là người Việt Nam thường hay Tết thì người ta nói là treo là phúc lộc thọ. Những cái điều làm phúc là cái thịnh vượng, còn người ta nói lộc là gì? Lộc là lộc thích nhất là phước là những điều lành, ok? Phước là những điều tốt đẹp, điều lành, mà lộc là thịnh vượng, và thọ đó là sống lâu, là sống lâu. Mà mỗi điều tượng trưng cho một vị thần. Quý vị đi có bao giờ đi xuống Phước Lộc Thọ không? Xuống Lý Đô Sài Gòn đó, Bác Giám ở dưới miền Nam Cali nè. Thì Lý Đô Sài Gòn là cái điểm của quan trọng người trị nạn Việt Nam mình sau năm 75 di tản qua đây. Thì qua đó quý vị vừa bước vào trong cái chỗ mà gọi là Phước Lộc Thọ, có ba cái ông, có ba ông trống trắng có hình tượng đứng đó, thì có cái ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ gì đó. Rồi thì học tư dơ đó thì tôi không để ý, nhưng mà là người ta thường thường mỗi người ta thường thường người ta là
mỗi điều cái tượng trưng là cho một cái vị thần, ta nói đó là vị thần. Mà ba vị này thường gọi chung là ba ông Phúc Lộc Thọ, hay là tam đa thường không được tách rời ra, không được tách rời. Nếu mà được thọ mà nghèo quá thì cũng khổ, coi như là bằng cùng khổ đó, cùng thế được không? Còn nếu mà có lộc mà cái không có thọ thì có lộc cũng vô dụng, ta người nói là chết yểu, phải không? Ai hưởng? Không, để lại không có ai hưởng nữa. Cho nên ba cái ông này đó, thường được là phải đi đôi, phải đi chung với nhau. Nếu thiếu một ông thì cũng được. Đó là cái đương niệm của người thế gian. Nhưng mà buổi sáng hôm nay cái đề tài mà tôi giảng là được phước ở trong đấng Christ là sao? Có bốn điều mà quý ông bà cho em và tôi suy gẫm buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là phước ở trong đấng Christ là được chọn làm con. Cái thứ hai, phước ở trong đấng Christ là được Chúa Giêsu cứu chuộc. Amen. Cái thứ ba là phước ở trong đấng Christ được Ngài ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng trên trời. Và cuối cùng là phước ở trong đấng Christ là được chịu phần kế nghiệp đời đời. Thứ nhất, phước ở trong đấng Christ là được chọn làm con là sao? Kinh Thánh nói gì? Ephesians 1:4 nói gì? Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Trước khi sáng thế có nghĩa là Chúa chọn chúng ta trước khi sáng thế. Thi Thiên 139:13 nói gì? Vì chính Chúa nắn tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Chúa nắn lên trước khi mình sanh ra, trước khi cô Hiệp lập gia đình đẻ cháu gái, cháu trai là Chúa biết trước rồi. Và khi đứa bé nó ra đời, khi hai vợ chồng sống thì đẻ đứa con ra thì Chúa đã có chuẩn bị sẵn. Kinh Thánh nói gì? Chính Chúa nắn tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Và con Kinh Thánh rõ ràng, Kinh Thánh Ephesians nói sáng trước khi sáng thế, trước khi Chúa dựng lên vũ trụ này, Chúa chọn mình rồi. Amen. Đừng có nói là tình cờ, đừng có nói là hên xui hay là tại vì tôi tìm Chúa. Thật ra mình không có tìm Chúa, Chúa tìm chúng ta. Chúa đã chọn chúng ta trước khi sáng thế, trước khi Adam phạm tội, trước khi Chúa dựng nên trời đất vũ trụ này, là Chúa đã chọn quý ông bà và em và tôi rồi. Amen. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta ở trong đấng Christ. Thật là một điều rất là tuyệt vời, một điều phước hạnh. Không phải quý ông bà chị em có cái duyên gì đâu ngồi ở tại đây thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa thánh học so đây đừng có nói giống như người thế gian. Nhưng mà Chúa có kế hoạch, Chúa có chương trình đời đời cho chúng ta rồi, mà nhiều khi mình không biết, mình không có biết tương lai. Dĩ nhiên con người mình không biết tương lai, nhưng mà Chúa đã nắm cái tương lai của mình. Chúa tạo mình trong, Chúa dệt mình trong lòng mẹ mình trước rồi. Cái ông bà này lấy bà này đẻ ra cái cậu này là Chúa đã biết trước rồi. Vì vậy cho nên Chúa sáng tạo, Chúa tạo dựng và Chúa chọn chúng ta ở trong đấng Christ. Đây là một điều rất là tuyệt vời quý vị. Cha mẹ không có chọn con được. Quý vị thấy rõ không? Cha mẹ không có chọn con mà con cũng không chọn cha mẹ. Đó là điều đương nhiên. Có những đứa con nó nghèo, nó khổ, nó đau khổ, nó nói tại sao thì ở trong gia đình này? Tại sao cha mẹ phải sanh tôi ra? Để tôi phải đi móc rác, đi lụm lo. Tại sao tôi không được sanh ra ở trong gia đình giàu hơn chút, sung sướng hơn chút, đi đâu có người đưa đón bằng xe? Còn nó sanh ra gia đình này nhiều khi tôi mất phước, không có phước gì hết, đi cục bộ không à, sống đau khổ. Cho nên làm con không thể nào chọn được cha mẹ, mà cha mẹ cũng không chọn ra con của mình. Nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài chọn chúng ta trước. Amen. Ngài biết chúng ta, Ngài chọn chúng ta ở trong, trước khi sáng thế, ở trong lòng mẹ mình
rất là tuyệt vời. Quý vị thấy ở trong tầng ước á, Chúa chọn ai? Chúa chọn Giăng Báp-tít đúng không? Chúa chọn ông Giăng Báp-tít để làm gì? Để ông sanh ra, để ông dọn đường cho Chúa. Lúc mà ông Sa-cha-ri với bà Elizabeth là đã tuổi cao, nhưng mà hai ông bà sống rất là tinh kính, đẹp lòng Đức Chúa Trời rất là tốt, mà son sẻ không có con. Đụng cái thiên sứ đến nói với bà Elizabeth, nói với ông Sa-cha-ri nè, kỳ này vợ ngươi sẽ có con. Ông không tin, ông đâu có tin đâu. Ông nói vợ tôi cũng nghĩ, ông nghĩ vợ tôi cũng già, giống như Abraham, giờ tôi già rồi. Bà thiên sứ đến nói chuyện với Abraham, nói năm sau bà vợ ngươi sẽ sinh con, bà sẽ ra bắt cười. Bà nói làm sao mà có chuyện đó được. Bà Elizabeth cũng đã lớn tuổi rồi, không có con. Nhưng mà gì? Chúa nói không có việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Trong Luca, quý vị nhớ trong Luca, không có việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Thì sinh ra bây giờ nên nói với bà Mary, kìa bà con của ngươi là Elizabeth đã có mang thai bởi Đức Thánh Linh 6 tháng rồi. Bà nói tôi chưa biết người đàn ông làm sao có thể mà đẻ con được. Thì thiên sứ Gabriel mới nói với bà Mary, đó là quyền năng của Chúa, không có điều chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Và chứng tỏ cho bà Mary thấy là bà Elizabeth là bà con ngươi đã lớn tuổi rồi mà Chúa còn làm cho có con được hết chi. Ngươi là người đồng trinh mà Chúa là bao phủ, Thánh Linh Chúa bao phủ, cho nên con thánh sinh ra được rồi, con của Đức Chúa, Chúa Trời. Và các đấng tiên tri, những cái người ở trong Kinh Thánh cũng ước cũng Chúa con, Chúa chọn. Chúa chọn họ, Chúa lập họ. Và ở đây Giăng Báp-tít được Chúa chọn để mà làm gì? Mục đích Chúa chọn ông Giăng Báp-tít lớn tuổi hơn Chúa Giêsu 6 tháng để dọn đường cho Chúa. Giăng Báp-tít được Chúa chọn để mà dọn đường cho Chúa, và ông sang bằng các nẻo, ông giảng đạo, ông làm lễ báp têm, ông kêu gọi và ông giảng, ông ăn mặc ông châu chấu, ông ở trong đồng vắng, và ông bằng áo lông lạc đà đông dê 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 dê, và ông đi giảng đạo, ông nói hãy ăn năn, hãy trở lại, và nước thiên đàng đã đến gần. Và khi Chúa Giêsu phi hành chức vụ thì Giăng Báp-tít làm gì? Ông giới thiệu các môn đệ của ông. Ông nói kìa chi con của Đức Chúa Trời là đấng tất tội lỗi thế gian đi. Thay vì ông là sư phụ rồi, nhưng mà khi mà ông gặp Chúa Giêsu, ông nói kìa chi con của Đức Chúa Trời. Và các môn đệ của ông Giăng Báp-tít bắt đầu đi theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu gọi họ làm môn đồ của Chúa. Và ông Giăng Báp-tít nói khi mà đấng đích xuất hiện, khi mà đấng cứu thế xuất hiện thì tôi sẽ bị hạ xuống và đấng đích sẽ được tôn cao. Tôi là người chỉ dọn đường cho Chúa thôi, và tôi không đáng xách giày chết của Ngài. Đức Chúa Trời chọn ông Giăng Báp-tít mục đích để mà dọn đường cho Chúa. Ở Luca đoạn 1 câu 76 nói gì? Hỡi con trẻ, ngươi ta kêu con là tiên tri của đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường cho Chúa. Mục đích Chúa chọn Giăng Báp-tít sanh ra bởi người nữ Elizabeth lớn tuổi để dọn đường cho Chúa. Và ông là một tiên tri cuối đời của ước và cũng đầu đời trong ước, là một tiên tri rất là cao. Kinh Thánh nói ông là một tiên tri của đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường cho Chúa. Quý vị thấy hẳn gì không? Nếu mà mình có một người con được Chúa dùng, Chúa gọi là một điều hãnh diện, và thấy con mình hầu Chúa mình rất là hãnh diện, phải không? Và tôi nghĩ rằng ông Sa-cha-ri và bà Elizabeth rất là hãnh diện. Giăng Báp-tít là một tiên tri rất là lớn, người dọn đường cho Chúa. Trong Ê-sai đoạn 49 câu 1 đến câu 3 nói gì? Hỡi các cù lao hãy nghe ta, hỡi các dân
xa lạ hãy ghé tai, Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ, đã nói danh ta từ lòng dạ mẹ ta, Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bén, lấy bóng ta Ngài mà che ta, làm cho ta như tên nhọn và giấu ta trong bao tên. Câu số 3, Ngài phán cùng ta rằng ở Israel, ngươi là tôi tới ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Ê sao nói là Chúa đã chọn gọi ta từ trong bụng mẹ rồi. Ông Phaolô cũng nói Chúa đã chọn ông rồi, chứ không phải ông lúc ông gặp Chúa ở đường đã bắt ông bắt bớ đạo của Chúa đâu. Nhưng mà Chúa đã chọn, và tất cả chúng ta đang ngồi đây cũng là Chúa đã chọn chúng ta trước khi sáng thế cho đến ngày hôm nay. Bao nhiêu tuổi cụ, bao nhiêu tuổi chính bà tuổi là Chúa đã chọn cụ trước rồi. Amen. Chúa đã chọn với ông bà anh em và tôi rồi. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Cái điều thứ hai chúng ta thấy đó, chẳng những Chúa chọn ông dân Báp-tít, Chúa chọn ông Abraham, ông Isaac, Jacob. Ông Abraham, ông ở Uri thì chúng ta thấy thờ cha đình, ông thờ thần tượng đúng không? Mà Chúa kêu ông phải ra khỏi quê hương, đi đến nơi quê hương Chúa chọn. Mà ông đi mà ông không biết mình đi đâu. Rồi Chúa hứa là dân tộc ổng, con cái ổng sẽ đông như sao lên trời, các liền tới bảy mấy tuổi không có gì hết. Ổng ấy nói thôi chết rồi, chờ vài ổng thấy thôi giờ mình phải có kế hoạch của mình chết. Kêu bà Aga là con đồi lấy ông Abraham, bà Sarah, bà gọi nó thôi giờ chắc thấy trời Chúa lâu quá thôi, mình bây giờ đâu có sanh được gì gì đâu, thôi giờ cho ông chủ lấy con đồi đi. Kẻ ra ít mà lúc bà con đồi ít bà ơn, bà Aga bà có bầu, bà làm chảnh với bà Sarah, cho nên bà Sarah bà mới tức giận, bà mới đuổi đi thì đi ra thì khát nước quá rồi, nắng quá rồi, quý vị biết là thiên sứ mới hiện ra nói kêu bà phải trở về mà phải thần phục chủ mà để sanh thằng nhỏ này, và thằng nhỏ này nó lớn lên nó cũng được khỏe mạnh mà nó cũng sẽ đối nghịch với anh em nó. Cái lỗi là lỗi của bà Sarah, nhưng mà Đức Chúa Trời thương Ít-ba-ơn, Đức Chúa Trời thương Isaac là dòng chánh, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng thương Ít-ba-ơn nữa. Ít-ba-ơn không có tội gì cả, Ít-ba-ơn là cái người lớn tính toán thôi. Sanh Ít-ba-ơn ra mà quý vị biết cái tai hại ngày hôm nay, cái dòng dân Ả Rập nó đối đầu lại dân Israel là dòng chánh là Isaac, cùng một tổ phụ thôi mà không lường được. Mà Đức Chúa Trời vẫn thương cái dân Ả Rập là nó cái gì biết, nó lấy dầu ra nó bán cái gì thấy nó cũng giàu có đúng không, nhưng mà nó hung hăng, nó dữ dội lắm, kinh khủng lắm, nó thờ được Đức Chúa Trời. Mà ngay cái dân cho Thái nó cũng không thờ được Đức Chúa Trời, nó thờ của ước thôi, nó thờ gót thôi, chứ nó không có tin Chúa Giêsu, cho nên Chúa cũng hành hạ nó đủ điều hết. Và hai dân tộc này nó đối đầu với nhau, nhưng mà Chúa gọi Abraham, Chúa kêu Abraham ra khỏi, và Đức Abraham đã đi, đã vâng phục Đức Chúa Trời, và Chúa thử từ hồi từ lúc bà rước, cuối cùng Abraham trở thành cha của nhiều dân tộc, rồi đến Isaac, rồi đến Jacob. Đức Chúa Trời đã thử nghiệm, Đức Chúa Trời đã gọi họ, đã chọn họ ra một dân tộc để họ thờ phụng Đức Chúa Trời. Đến thời Tân Ước thì chúng ta thấy ông Phaolô được Chúa chọn, Môi-se, ông Sa-mô-ên, Ê-li-xê, các tiên tri, các vị mục sư, các sứ đồ, và quý ông bà chị em ngày hôm nay cũng là được Chúa chọn. Mỗi thời kỳ Chúa chọn khác nhau, nhưng mà Chúa đã chọn chúng ta trước khi thành lập thế giới này rồi. Cho nên đó là một điều chúng ta cảm ơn Chúa vô cùng. Và Chúa chọn ông Phaolô, ông nói Chúa dệt tôi, giống như David nói, Chúa dệt tôi ở trong cái lòng mẹ. Và ông nói Chúa gọi tôi, Chúa chọn tôi giống như một cái thai non để mà đi hầu vì Chúa. Ông là người bắt bớ đạo của Chúa. Khi mà ông đi trên đường Đa-mách thì có một ánh sáng chiếu vào trong ông,
Chúa mới nói hỡi Sao-lơ, sao người bắt bớ ta. Ông Sao-lơ nói, Chúa là ai mà con bắt bớ? Con đâu bắt bớ Chúa Giê-xu, đâu bắt những người theo Chúa Giê-xu. Chúa nói, ta là Giê-xu nè, ta là Giê-xu, ngươi bắt bớ nè. Ông té xuống mắt ông mù. Lúc đó ông thần phục Chúa cái gì? Khi mà mình con mắt mình còn sáng suốt, mình thấy được, mình không có sợ thằng nào hết á, coi như là đầu đội trời và chân đặt đất. Coi quý vị có nghe mấy phim chuyển thần công không? Gặp quỷ chém quỷ, gặp ma chém ma, đầu đội trời và chân đặt đất, không sợ ai hết. Giống như ông Phaolô ngày xưa vậy đó, thì chém giết khỏi thánh Chúa. Nhưng mà khi Chúa làm cho ông mù rồi là ông thua rồi. Ông bị bắt phục, người ta dẫn ông đi vào trong Đa Mắc. Ông Ananias, Chúa sai nó lên đến để cầu nguyện cho ông sáng mắt. Mà lúc đến cầu nguyện cũng còn sợ ông nữa kìa. Giờ cầu nguyện cho ông sáng mắt, ông giết mình sao? Nếu mà Chúa kêu mình đi giảng đạo đó mà mình đến mà mình cầu nguyện cho cái ông mà ông sáng mắt, ông thấy mình, ông giết mình nữa, nào ai dám? Chúa nói, ta thì dùng người này đã thành người đủ dùng cho đến Chúa Trời. Và ông này sẽ rao truyền danh ta chịu bao nhiêu khổ nạn. Đức Chúa Trời kêu gọi ông Phaolô một cách đặc biệt, một người thọc thức rất là giỏi, một người bắt bớ đạo của Chúa, nhưng mà Chúa làm cho ông khổ sở, nhưng mà ông trở thành một cái phước hạnh cuộc đời ông. Và ở đây Eliso ông kinh nghiệm được cái phước ở trong Chúa, và ông nói tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã đổ phước xuống cho chúng ta đủ thứ mọi thứ phước thiên liên đến đời. Phaolô đã kinh nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời hầu vì Chúa, và ông nói đâu ra Philip, tôi nhận biết Chúa là quý hơn hết trong cuộc đời của tôi, ngoài ngày ra không có phước gì hết. Và ông nói là ông bỏ mọi sự, ông coi mọi sự như là lỗ chỉ biết Chúa thôi. Và đó là một cái điều mà Chúa chọn. Bây giờ thứ hai, Chúa gọi sao? Chẳng những Chúa gọi, chẳng những Chúa chọn, mà tôi kinh thánh nói gì? Tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Trong Ê-sai đoạn 6 câu 5 đến câu 8 có gì? Khi mà ông Ê-sai đó, ông ở với ông vua Ô-xia, ông vua Ô-xia rất là tốt lắm. Nhưng mà khi ông Ô-xia băng rồi chết rồi đó, qua đời rồi đó, thì ông Ê-sai ông nói tôi ở giữa dân tộc dơ dãi, môi tôi cũng dơ dãi, tôi là người phạm tội. Lúc mà ông vua còn sống thì ông chỉ tôn trọng vua, ông đâu có tôn trọng Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi ông vua qua đời rồi đó, cho nên vì ngày hôm nay có nhiều người ở trong thế gian, nhiều người coi ông mục sư này kia giống như thần tượng. Khi ông đó ông sụp đổ rồi bắt đầu với tiêu luôn, cái đó là tai hại nhất của gì, giống như cây sai vậy. Coi Ô-xia là tốt bực, là hơi phật rồi, không có ông nào tốt được. Nhưng mà ông khi ông chết rồi à, cây sai thấy mình có thọ, thấy Chúa vinh hiển ngồi trên ngôi cao thang, cho nên Chúa mới hiện ra holy holy vinh hiển thánh thai. Thấy Chúa đã vinh hiển cho nên ông thấy mình phạm tội, và Chúa mới nói bây giờ ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Trước khi Ê-sai ông phạm tội thì ông chưa có kinh nghiệm ơn cứu rỗi, và khi ông thấy ông có tội rồi thì ông ăn năn trong tro bụi, thì Đức Chúa Trời sai ông đi để mà giảng đạo. Cái gì chúng ta cũng vậy, thì chúng ta chưa biết Chúa thì Chúa chọn mình, rồi mình tin Chúa, rồi Chúa gọi mình, Chúa sai mình đi. Vậy sai, lúc đó ông ăn năn, rồi Chúa sai ông đi. Ông nói thưa Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Và Chúa cũng gọi quý vị, Chúa chọn quý vị, và Chúa cũng sai quý vị đi để hầu việc Chúa. Chúa chọn ông Môi-se cũng vậy. Mình không có thời giờ để nói ông Samuel, Eli, Elise, các tiên tri, các thánh ngày xưa. Và cái thứ ba, Chúa sai đi như Phaolô, ông gặp Chúa trên đường Đa Mắc, rồi ông phi hành chức vụ, rồi
ông làm nhiều điều, rồi ông viết trong Kinh Thánh, tăng ước ông viết hầu hết trong Kinh Thánh. Thật là tuyệt vời. Và câu Kinh Thánh thêm sâu sang này cũng là ông Phaolô viết để dạy dỗ chúng ta. Điều thứ hai, điều thứ hai là phước ở trong Đấng Christ là được Chúa Giêsu cứu chuộc. Hồi nãy là Chúa gọi, Chúa chọn mình rồi. Cái thứ nhất là được cứu. Được cứu ở trong câu số 7 nói gì? Ở trong câu số 7, Ephesians đoạn 1, câu số 7 nói gì? Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Amen. Hallelujah. Nếu mà Chúa Giêsu không đến để chết thế, để cứu chuộc chúng ta, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ ở đi đâu? Mình đi dự đám tang bây giờ thì tôi có nói với mấy anh em á, công an cái thành giờ là không ai mời đám cưới mình được đó. À, bây giờ có đứa đó đám cưới, đứa đó không đám cưới. Tôi mới đi trong đám tang là thấy cháu Hoa Lì đã ẵm một đứa con rồi, có chồng rồi, có ẵm đứa con, đã có đứa con rồi, mới đó mà mấy đứa đã có baby rồi. Đám cưới nó mời mình đâu, nhưng mình đi đám tang thôi. Bây giờ mình gặp nhau đám tang thôi. Bây giờ tôi gặp nhau, tôi gặp anh Tráng chị Dung, tôi có chia buồn. Tôi nói ủa hôm trước có bà cụ bơi để về Chúa, có phép bánh xịt, chia buồn mà không thấy chị trả lời. Chị nói chắc là cái Facebook chị không còn xài nữa rồi, nó số điện thoại không biết có sao. Thì gặp anh Tráng hỏi anh chừng nào về hô, anh nói hết năm nay là về hô rồi đó một sinh. Nói vậy là sướng quá rồi. Để nói giờ về hô làm gì? Anh nói về hô phải lo linh hồn một sư, phải hầu việc Chúa. Anh nói về hô phải hầu việc Chúa mà tôi chưa bao giờ nghe anh Tráng anh nói câu đó. Anh bảo thì anh nói về hô phải lo linh hồn một sư, phải hầu việc Chúa. Mà anh nói tôi đi nhập thờ Mỹ ở ba cây lập tự đó, tại vì anh làm cho cái ông chủ, anh sửa xe mà, sửa mấy con cát con gì đó. Thì anh nói mục sư ơi, về hưu rồi chẳng những enjoy life nhưng mà phải để thời gian để hầu việc Chúa. Mình nghe mình thấy mình cảm ơn Chúa quá. Biết là rất là cảm động mà thấy anh chị rất là trẻ trung. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà, chúng ta được cứu để mà hầu việc Chúa. Amen. Ở đây, ở trong đó đế Chúa đã cứu chuộc chúng ta, Chúa tha tội mình. Đáng lẽ chúng quý ông bà chị em và tôi đã bị chết mất, bị diệt vì tổ phụ Adam Eva đã phạm tội, kéo đi cả nhân loại tiêu diệt. Chúa nói tiền công tội lỗi là sự chết. Tất cả mọi người đều phạm tội, kéo đi tất cả dòng dõi người nữ, dòng dõi người nam đi vào sự chết đời đời. Vì tội lỗi con người mới có sự chết và phải chết một lần. Kinh Thánh nói con người phải chết một lần nó mới chịu đâu hết. Và tất cả ai cũng chết hết. Rồi đây ai cũng phải ngồi trước Đức Chúa Giêsu là tòa án trắng, và Chúa sẽ xét đó kẻ sống và kẻ chết. Giăng đoạn 3 câu 16 nói gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đúng không? Đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu. Hầu cho ai tin Chúa Giêsu không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Mà đây Kinh Thánh ông Phaolô kinh nghiệm. Ông kinh nghiệm mà ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật ân điển của Ngài. Không bởi Chúa Giêsu thì không ai được đến cùng Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha. Vì vậy thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời đã hứa Ngài yêu thương, Ngài là tình yêu thương, Ngài không muốn ai bị chết cắt, Ngài muốn mọi người đều ăn năn. Vì vậy cho nên mục đích mà quý ông bà chị em mục sư và các anh chị em đem tín hữu, đem những người bạn bè chưa biết Chúa đến đây để mà rao giảng, mục sư rao giảng tin lành, anh chị em làm chứng về Chúa. Mỗi lần mà họ đứng lên đây là Kinh Thánh nói là cả thiên binh thiên sứ, giống như anh Hùng Lâm cầu nguyện bữa từng rồi, cả thiên thần thiên binh đứng vui mừng vì một tín hồn trở về ăn năn tin đầu tôi. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Năm nay chúng ta đang chấp hành có mục tiêu xin Chúa năm ngoái chứ 5 người mà Chúa đã cho được 9 người tin nhận Chúa, quý vị thấy cảm ơn Chúa không? Amen. Đầu năm từng rồi mà được 2 người tin nhận Chúa nữa chưa tính. Mình cảm ơn Chúa, mình cảm ơn Chúa tại vì Chúa đã chọn, Chúa đã cứu chuộc anh chị em chúng ta, và Chúa đang dùng quý ông bà chị em và tôi để cứu đồng hương đồng bào Việt Nam chúng ta. Amen. Cho nên nếu mà chúng ta
không tin Chúa thì chúng ta sẽ bị hư mất đời đời. Vì vậy cho nên Ngài còn đang chần chờ. Ngài đang chần chờ Ngài. Ngài nói là Ngài đến mau chóng thì đến mau chóng. Ngài không có chậm trễ như lời hứa của Ngài nói đâu. Chúa muốn mọi người đều an năn, Chúa không muốn mọi người đều xuống địa ngục bị ma quỷ kèm kẹp. Chúa muốn mọi người đều an năn. Vì vậy cho nên cái mạng lệnh của quý ông bà chị em và tôi cần phải người đồng bào, anh chị, người thân của mình cần phải được cứu. Và ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 nói gì? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cứu con người. Và chỉ tin Chúa Giê-xu thì ngươi là cả nhà ngươi được cứu thôi. Còn thôi mà quý vị tin ông nào, ông Phước Lộc Thọ, quý vị cũng tiêu luôn. Đúng không? Thế gian sẽ qua đi. Bây giờ tôi đi dự đám tang nhiều quá. Tôi thấy cuộc đời nó quá ngắn ngủi. Chết bỏ vô hòm. Nếu mà người nghèo đó thì cái hàng bằng mũ á, mình cắt tông á, 99.99 cent. Chưa cộng thế, nó phát in China. Còn quý vị mượn cái hàng quan tài, mượn cái quan tài là bỏ cái xác đó để làm lễ thôi, thê thôi. Chết rồi mà cũng thê cái quan tài nữa, không có mua được để chôn nữa. Rồi bỏ vô, nó chỉ cần nó mở nắp cái quan tài, nó đẩy cái thân xác đó vô. Còn thôi là tôi nghe mà chị tôi kể cái ông tín đồ nghèo ở bên Arizona, ổng mua cái thùng giấy có 99.99 chưa cộng thế. Ổng thê quan tài dưới ngàn, tại vì ổng nghèo mà. Ổng thê quan tài xong rồi chỉ làm lễ, mục sư Ngọc làm lễ xong rồi chỉ đưa nó đẩy vô thùng giấy. Nó lấy cái hàng ra đẩy vô thùng giấy 100 đồng. Đúng rồi. Đốt một căn giấy. Nó đâu có đốt bằng cái hàng đâu, nó đốt, không có đốt đâu, nó cũng nó ấn nút ngay thùng giấy cháy trong vòng 2 tiếng đồng hồ thành tro cốt. Bê về giống như ông Việt vậy đó. Nói nghe rùng rợn, mà đó là thiệt quý vị. Mỗi người chúng ta phải chết một lần rồi bị đoán xét. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói, mình ở trong Chúa Giê-xu không còn bị đoán phạt. Amen. Ở trong Chúa Giê-xu không còn bị đoán phạt đó. Chỉ có người không tin Chúa thì bị đoán phạt. Điều thứ hai, chúng ta phước ở trong Chúa là được cứu chuộc, là thứ nhất là được cứu, thứ là được tha tội. Bây giờ mình tha tội xong, Ngài chẳng những cứu chúng ta mà thôi, nhưng mà còn tha tội chúng ta, trở nên không còn nợ nữa, không còn gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự. Chẳng những Ngài chọn chúng ta, Ngài gọi chúng ta, Ngài sai phái chúng ta đi giảng đạo phục vụ Chúa, mà Ngài còn cứu chúng ta, Ngài tha tội chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để biết sống cho vừa lòng Chúa. Amen. Đó là phước chỉ có ở trong Chúa mới có, trong đó quý ông bà xem. Ngài ban cho chúng ta sự thông sáng. Quý vị thấy, thấy mình là con cái Chúa có khôn ngoan, thấy quá khôn ngoan không? Thật là khôn ngoan vô cùng. Mình đừng có khinh người này người kia. Thật Chúa, người nào tin Chúa là cũng khôn hết á. Người nào tin Chúa mặt mày cũng sáng láng hết á. Rồi Kinh Thánh nói sáng láng như thiền sư. Tôi có bà mợ, bà gì thì Úc làm vợ ông sư, bà ông sư Vinh Kiểm, bà buồn luôn khen cháu bà. Bà nói con biết không, cái con của cháu, cho mày, cho nội của gì đó, ồ nó đẹp như thiên sứ vậy đó. Mới đầu mình nghe mình hơi cũng hơi ngại ngại đó. Bà gì bà luôn luôn bà khen con bà, khen cháu bà. Má tôi thì không có vậy, ít khi nào khen lắm. Nhưng mà bà gì tôi luôn luôn khen con khen cháu. Bà nói đứa cháu nội của gì đó nó đẹp như thiên sứ, bà thật nó đẹp thiệt. Mỗi chúng ta là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Amen. Mà nó đẹp vô cùng, khôn ngoan, sáng lạng. Tại vì sao? Chúng ta được cứu, chúng ta được tha tội, ban cho sự khôn ngoan, thông sáng vô cùng. Vì vậy cho nên chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa ban cho mọi điều. Rồi, điều thứ ba,
Phước ở trong đất Đức được Ngài ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng sao? Hồi nãy mình được Chúa gọi nè, Chúa chọn nè, Chúa cứu nè, Chúa tha tội nè, Chúa ban cho khôn ngoan thông sáng. Bây giờ Chúa làm gì? Bây giờ Chúa ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở nơi trên trời là gì? Đó là câu số 3 mà cô Hiệp đọc. Câu số 3 nói gì? Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở nơi các nơi trên trời nha, chứ không phải ở trên trời nha. Các nơi trên trời. Và phước đủ mọi thứ phước lên đi. Sáng thế ký đồng 1 câu 26 đến câu 8, lời của Chúa nói gì? Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Không tám, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sinh sản lên nhiều, làm cho đầy hết trên đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Chúa dựng lên quả địa cầu này xong hết rồi, Chúa dựng lên loài người. Kể khi Ngài dựng lên loài người, Ngài làm gì quý vị? Ngài ban phước cho chúng ta. Ngài ban phước cho loài người trong câu 28 nói gì? Đức Chúa Trời ban phước cho loài người, phán rằng hãy sánh sáng đến gì, làm cho đầy ở trên đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài chim trời, cá biển. Vừa con người được quản trị hết, bây giờ thấy vừa người giờ không mang con cai quản hết. Cái con gì con người cũng điều khiển được, cái gì cũng chế ra được. Chúa ban phước cho con người thật là khôn ngoan, chỉ thiếu Đức Chúa Trời một chút thôi. Và kể khi Ngài dựng lên loài người, Ngài ban phước cho loài người. Mà nếu con người mà không được Đức Chúa Trời ban phước là mình tiêu. Ngày hôm nay quý vị thấy ở Việt Nam không? Tại sao? Có hạn hán. Chai Nga nó chặn mấy cái đập tự tên nó, nước của nó chặn xuống tới tới Lào, tới Lào, Campuchia, nó chặn luôn rồi tới miền Tây, cái giờ khô hạn luôn. Giờ nước mặn, mùa này là mùa nước mặn. Tới sắp Tết là mùa nước mặn. Đất khô không làm ăn gì được. Cái thiên nhiên Đức Chúa Trời ban phước, nếu mà mưa nắng không tận hòa thì mình sẽ chết. Cho nên tại sao ở Việt Nam mình luôn luôn cầu trời mưa nắng á. Cầu rồi, ba tôi luôn luôn cầu nguyện là xin Chúa ban cho mưa thuận gió hòa, cây trái đồng bông kết trái đúng mùa, chim chóc chuột bọ không làm hại. Mà ông cầu nguyện chạy hoài mà đi làm ruộng mà phải cầu nguyện không thôi mà 5, 7, 8, 9 là rầy quá gì. Rầy dữ lắm. Rầy chứ sao, miền Nam bị đói. Ở miền Bắc người ta vô, người ta chở gạo lúa ra, bị bắt hết. Miền Nam đói, khổ, ăn bò không có ăn. Nhiều người chết. Mua bò bột mì. Thể hẳn không biết ông bà chị em. Mà nếu mà không có mưa thần chúng bà, nếu mà Đức Chúa Trời không cho mưa thì làm sao cây cối mình sẽ chết đói. Chúng ta nhớ mấy năm ở Cali không có hạn hán, không có mưa, cây cối trồng đâu có trồng gì được. Như vậy đầu năm mới 2024 ai cũng chúc cho nhau sự may mắn, sự phước lộc, thọ sống lâu, được phước rồi được có tài sản, được có lộc. Nhưng mà ở trong Chúa Đức Chúa Trời là đấng ban phước cho chúng ta. Amen. Mình chúc phước vậy chứ thưa quý ông bà anh chị em, Chúa là đấng ban phước. Chúc vậy thôi chưa chắc. Gặp nhau đầu năm ai cũng chúc, rồi tới cuối năm mặt mấy em sẹo. Hỏi tại sao không có nhận gì hết. Ủa tôi nhớ tôi chúc cho anh mà. Có nhận được gì đâu. Không có gì trên á. Chúc mùa loa. Đó là chúc đó cho vui miệng thôi. Gặp nhau chúc cho thôi. Nhưng mà ở đây lời của Chúa nói gì? Ngài ban cho đủ mọi thứ phước trên liên ở các nơi trên trời. Chỉ có trong Chúa Ngài mới ban cho chúng ta đủ mọi thứ. Thứ nhất là ở người thế gian, Kinh Thánh nói gì? Người thế gian không có phước thiêng liêng, chỉ có người được cứu trong đấng Christ mới được nhận được phước thiêng liêng. Phước thiêng liêng cũng như phước vật chất. Người Việt chúng ta thường nghĩ đến những cái điều mà chúng ta có thể đến nếm rồi thấy được, như là phước lộc thọ, ơn phước thiêng liêng không có gì quý bằng. Và quý vị thấy đó, là ở thiên đàng Chúa sẽ sành sải cho chúng ta
thiên đàng chỉ dành sẵn cho những người tin Chúa. Thiên đàng Kinh Thánh nói về những kẻ mà tội lỗi không được vào đó. Chúa nói những người mà giữ cho mình áo sống thánh sạch, thánh khiết, sạch sẽ thì mới được vào thiên đàng. Như vậy Chúa ban cho đủ mọi thứ phước linh biên ở trên trời là chỉ cho những dành cho những người tin Chúa thôi. Còn như là mưa thuận gió hòa, Chúa ban cho người người lành người dữ thì chuyện đó đương nhiên, đó thiên nhiên Chúa ban cho rồi. Tiếp rơi hay là mưa thì cho người thịnh người dữ. Nhưng mà đây tôi nói đến cái phước thiêng liêng ở trên trời, ơn yêu thương, lòng sốt sáng, lòng nhân ái yêu thương, quên mình, ơn chịu đựng hoạn nạn, ơn nghèo túng, ơn dư dật, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể nếm trải những ơn phước Chúa ban ở trong cuộc đời của mình, giàu gặp cảnh ngộ nào, giống như Phao-rô ở trên trải. Ông nói dù hoặc hoàn cảnh nào, đánh chút nữa là bốt một roi, chìm tàu, sống với anh em giả dối, đủ thứ chuyện. Nhưng mà ông nói gì? Coi mọi thứ lỗ. Lời như lỗ. Ông trải qua đủ thứ khó khăn, đau khổ. Ông nói không hề gì. Chúa ban cho chúng ta phước thiêng liêng là chúng ta là người giàu có nhất, là người hạnh phúc nhất. Amen. Ai ban cho chúng ta những ơn phước thiêng liêng này? Đức Chúa Trời ban cho. Và chúng ta cần đến những cái ơn phước Chúa ban cho mình, những cái ơn phước Chúa ban cho mình, dù phải Kinh Thánh nói gì, ông Phao-rô, ông David ông nói gì, Thi Thiên 23 là dầu tôi đi trong chủng bóng chết, tôi cũng chẳng ngại tai họa nào vì Chúa ở cùng. Amen. Chúa sẽ ở cùng mình, dù ở hoạn nạn như thế nào, Chúa cũng đi cùng mình, Chúa bảo ẩm mình, Chúa dìu dắt mình. Và thưa quý vị, những cái ơn phước Chúa ban cho dù phải qua trùng bóng chết, Kinh Thánh nói gì? Khoe mình trong hoạn nạn. Hoạn nạn là sanh ra sự nhịn nhục như Gióp. Và ông vua David Phao-rô ông Gióp, ông nói mẹ hoài thai tao trong nội lỗi, sanh tôi ra, sanh ra trần truồng thì về với Chúa cũng trần truồng thôi, đâu có đem ai đâu. Trong quý vị có bao giờ thấy người ta chết có đem gì được không? Không đem gì được hết. Cho nên mình cảm ơn Chúa hoàn cảnh nào, ơn phước ở trên trời ban cho mình. Quý vị thấy người ta dễ bị sốc đó, người ta gặp cái hoàn cảnh đau khổ và bị sốc là họ bí đường, họ không còn giải thoát nữa và họ quyên sinh thôi. Còn mình ở trong Chúa đó, mình gặp thử thách khó khăn đó, mình trải qua những khó khăn đó, Kinh Thánh nói gì? Mình phải khoe mình trong hoạn nạn. Nó khác với người thế gian là mình không có tiệt vọng, mình có hy vọng người qua đời là mình được chết ở trong Chúa là mình phải hãnh diện. Mình không có đau buồn, dĩ nhiên đau buồn có thể là mất mát, không còn cái người đó nữa, nhưng mà mình biết rằng mình sẽ gặp lại cái người thân mình ở trên nước của Ngài. Và quý vị biết nước Mỹ trước đây là một cái, có một người đàn bà tên là Henry Green, lúc bà mất vào năm 1916, tức là trên 100 năm trước, bà để lại khoảng 100 triệu đô la. Mà đó là thời đó mà bà có 100 triệu đô la là dữ lắm, một số tiền kích rồi lúc bấy giờ. Nhưng mà lịch sử ghi lại là bà là người tầm tiện, hà tiện nhất. Buổi sáng bà ăn ốc miêu lạnh vì sợ tốn tiền gas, không dám hâm. Con của bà bị đau chân và bà chần chờ để kiếm một bệnh viện để tiền, kết quả là người ta phải cưa chân của nó đi vì quá trễ. Bà sống như một người nghèo trong lúc có bao nhiêu tiền trong ngân hàng. Nghe về bà chúng ta cười, đúng không? Nhưng mà đó cũng là hình ảnh của nhiều người ngày hôm nay. Chúa ban cho chúng ta bao nhiêu phước thiêng liêng ở trên trời mà mình không sử dụng, mình không mình chơi lai, mình không có hưởng cái phước thiêng liêng đó, mà chúng ta đã có chút rồi nhưng mà phần nhiều vẫn sống như một người nghèo nàn, thiếu ơn phước của Chúa, giống như bà triệu phú Henry Green này. Chúa cho mình phải sử dụng cái ân tứ của mình.
Chúa cho mình sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc mà mặt mày mình cứ kéo dài, chảy xệ xuống. Chúa cho mình mọi thứ khôn ngoan, khôn sáng trong cái kế hoạch làm ăn sinh sống mà mình không biết sử dụng. Khôn ngoan. Trái Thánh Linh trong Galati đoạn 5 câu 22, trái Thánh Linh là gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, rất là. Đây là Chúa cho mình. Ở quốc thiên liêng, Thánh Linh đầy nhảy mình được Chúa chọn, Chúa gọi, Chúa ban cho mình trở thành con và ban phước dư dật trên đời sống của chúng ta. Tại sao chúng ta không sử dụng những ơn phước đó để mà mình tận dụng để mình hầu Chúa? Như vậy muốn nhận được cái ơn phước thiên liêng chúng ta phải làm sao? Mình đặt cái câu hỏi, nãy giờ sư nói nhưng mà nói dòng dài. Bây giờ mình muốn nhận được cái ơn phước thiên liêng mình phải làm sao? Có cái ơn phước thiên liêng đó. Kinh Thánh nói là tin Chúa Giêsu rồi mới nhận được phước thiên liêng. Còn không, chúng ta vẫn đi trong sự tối tăm, đi cài ngày này qua ngày kia rồi sẽ chết bất linh hồn. Người ta nói chết ở trong đống bạc, chết trên đống tiền đúng không? Mình không hay. Nếu mà mình không nếm trải, nếu mà mình không nhận phước thiêng liêng trong đời này thì trong đời sau chúng ta sẽ cũng bị hư mất đời đời. Kinh Thánh nói gì? Ngài xuống phước thiêng liêng, dịch là Ngài ban phước đó quý vị. Ngài ban phước cho chúng ta và chúng ta cũng cần ban phước lại cho người khác nữa. Nếu mà mình như vậy, mình phải ban ra. Kinh Thánh nói gì? Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Mà mình cứ bò mình kêu kiệt là Chúa nói Chúa kệ hà tiện đó, Chúa cũng đầy, nói là đừng có hà tiện cũng đi đến đâu đó. Cái gì mình xài đúng, còn cái gì phung khí thì mình đừng có xài. Nhưng mà khi mà mình cho ai cái điều gì, mình nên cho được ngon được tốt. Người ta người chết để tiếng, con vật chết để già đúng không? Cho nên quý ông bà chị em, Chúa ban cho mình ơn phước dư dật, ban cho có phước hơn nhận lãnh, cần chia sẻ ơn phước Chúa cho hội thánh, cho những người ở trong hội thánh, người thân của mình. Chúa nói làm những việc này cho anh em ta mà. Tới ngày Chúa nói Chúa chi chiền như về, quý vị nhớ không? Chúa nói Chúa chi chiền về Chúa hỏi. Cứ hỏi người có thấy anh em ta bị đói, người có cho ăn không? Có bị tù, bị khát anh em không? Tôi đâu thấy Chúa gì đâu. Chúa nói ta, đây là anh em của ta mà. Trước nhất mình phải làm cho anh em mình trong hội thánh, những người thân trong gia đình trước, rồi sau đó mình làm cho những người ở ngoài. Điều cuối cùng là phước ở trong Đấng Christ là được dự phần cái nghiệp đời đời. Bây giờ Chúa sẽ dành cái phần cái nghiệp đời đời của mình trong mình như thế nào? Quý bà chị em giả ra ở trong câu số 11. Câu số 11 nói gì? Ấy cũng là trong ngày mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với quyết toán. Hầu cho việc xuyên hiển của Ngài nhà chúng ta là kẻ trông cậy trong Đấng Christ được dứt mà được người khen. Như vậy thì chúng ta chỉ có ở trong Đấng Christ mới được thừa kế nghiệp. Trong Thi Thiên 1 câu 1 đến câu 6 là Chúa nói vậy: phước cho người nào chẳng theo buôn kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhà bán, xong lấy làm vui vẻ về lực pháp của Đức Giê-hô-va mà si gẫm ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bóng, trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều được thạnh vượng. Mọi việc người làm đều được thạnh vượng. Như vậy cái phước ở trong Đấng Christ là mọi bình vân giữ theo lời Chúa thì Chúa ban cho mình mọi sự. Thi 23 câu 6 nói gì? Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến đời đời, đời đời dự phần
cái nghiệp đời đời và ở trong nhà Đức Giê-hô-va đời đời. Chỉ có ở trong Đức Christ mới được thừa kế nghiệp thống. Chỉ có con ruột và con nuôi mới được thừa kế cơ nghiệp đời đời ở thiên đàng mà thôi, quý vị amen không? Chứ mấy cái anh hầm lét không có liên hệ mình làm sao mà kế nghiệp của mình được. Người ngoài Chúa không tin Chúa không được hưởng hay được dự phần kế nghiệp đời đời. Chỉ có ai bằng lòng nghe đạo chân lý là đạo tin lành và sự cứu rỗi, giống như Êphêsô Phao Lô nói, thì mới được Đức Thánh Linh ấn chứng ở trong tấm lòng và ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc mà thôi. Và được thiên sứ ghi tên vào sách sự sống. Còn ngoài không có tin Chúa không có được ghi tên sách sự sống, không được Đức Thánh Linh ấn chứng đến ngày cứu chuộc thì thôi kệ bỏ. Đến ngày đón xét tội nhân, cái thánh nói tội nhân không được vào hội người công bình. Chỉ có những người ở trong Chúa mới được vào hội người công bình thôi nha quý ông bà chị. Và người ngoài Chúa không bao giờ được hưởng cơ nghiệp đời đời. Vì vậy cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay, muốn nhận ơn phước thiêng liêng, mình cần làm gì? Kinh Thánh nói phải nghe đạo chân thật, tin theo đạo tin lành, vì sự cứu chuộc của Chúa Giêsu được Thánh Linh ấn chứng đến ngày của ngày Chúa đến, Giêsu đến, thì cuộc đời mình giống như ông David ông nói, quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi cho đến đời đời. Ở trong nhà đi xưa ba đến đời rồi, đó là phần thưởng của chúng ta. Và chỉ có ở trong Đấng Christ mới nhận được đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Thứ nhất là được cái gì? Được Chúa chọn. Thứ hai, được Chúa gọi, được Chúa cứu chuộc, được Chúa tha tội, Chúa ban sự khôn ngoan, ban sự thông sáng, Chúa ban ơn cho chúng ta, Chúa sai chúng ta đi để rao giảng tin lành. Rồi người thế gian không có phước thiêng liêng ở trên trời, chỉ có người ở trong Chúa mới nhận phước thiêng liêng trên trời. Vì Chúa phước thiêng liêng trên đời Chúa chỉ dành cho những người tin Chúa. Chúa cũng sẽ dành cho những người được kế nghiệp đời đời, thừa kế đời đời ở trên thiên đàng là những người tin Chúa mà thôi. Amen. Và Chúa sẽ chuẩn bị sẵn kế nghiệp đời đời cho chúng ta, như lời Phaolô đã nói ở trong Êphêsô đoạn 1 thì có 3 cái câu bổn này. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà chị em trong năm mới này, để chúng ta kinh nghiệm được phước ở trong Đấng Christ là như vậy. Xin mời đoàn thánh chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện.